Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim Aerox nhận được 8 đồng token Gold. Một số thông tin về đồng token này: số tờ cung phát hành đó là 9.800.000 nhé. Đã có 291 tài khoản holder, đã phát sinh 648 lượt giao dịch nhé. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimaerox.net. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cho hai mũi hướng dẫn chơi website với mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract ngay ở đây nhé. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt Relax của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token nằm vào ví giúp mình. Ký hiệu Gold cho tập phân 6. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví này, các bạn quay trở lại website claimaerox.net vừa nãy. Làm theo hai bước hướng dẫn trên website ở phần dưới đây mô tả đây, phần trên website đây nhé. Bước 1 các bạn sao chép contract này. Bước 2 các bạn chép vào bước 2, truy cập vào link website chính và nhận token. Thì cái đồng token Gold này nó là cái nền tảng của NFT chuyên về game. Cái nền tảng này bây giờ khá là nổi tiếng nha. Nên là nó có cơ hội ít nhiều là tài khoản là rất cao. Các bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ để mua lên mua và hold nhé. Cái chương trình claim của nó sẽ hết sau 60 ngày nữa. Rồi, các bạn mua thì các bạn nhấp vào phần này mua gold, còn các bạn claim thì các bạn nhấp vào phần này nhé. Rồi min thấp nhất là 0,05 BNB để các bạn có thể mua được cái đồng token gold này. Các bạn nhấp vào đây giúp mình. Phần nam thì các bạn nhấp vào phần này. Nó yêu cầu kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Rồi, chưa được nhé. Báo lỗi. Bạn giao dịch ký ga này dạo này hay bị lỗi, các bạn cứ chờ một tí và các bạn làm lại nhé. Thì các bạn có thể thường xuyên theo dõi các website của Claimaerox.net nhé, để cập nhật những cái dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất được bên mình cập nhật lên trên web hàng ngày nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance thì bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn nổi tiếng khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Quay trở lại rất là tuyệt vời nhất cái lam lần nữa này. Rồi được rồi, phí ga của nó là 0,00055553 BNB. Các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đang được xử lý. Các bạn lưu ý đối với website của Lam Aerox.net, cái cột bên cánh tay phải này, những cái dự án Aerox sắp kết thúc, các bạn có thể vào đây để kiểm tra lại xem những cái dự án mình đã các bạn đã tham gia chưa nhé. Nếu chưa tham gia thì hãy tham gia, đừng bỏ lỡ bất kỳ một cái cơ hội làm nào để có thể ít nhiều lần tài khoản về sau. Các bạn tham gia thì các bạn kiểm tra thì các bạn nhấp vào được copy của contract này, sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt wallet của các bạn thêm tốc dần và các bạn mở web ra mình nhắn rất cần phải các bạn tìm tới cái nút còn làm thôi. Để các bạn cứ làm nha. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 8 đồng token Gold. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.